Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, chúng con từng nghe ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Hôm nay chúng con tề tựu nơi đây không ngoài lẽ ấy, chúng con thành tâm muốn dâng lên nỗi niềm tri ân sâu sắc nhất đến Sư Phụ, là người thầy, người cha của chúng con trong ngôi nhà Phật Pháp. Kính bạch Sư Phụ, tiết Vu Lan mùa báo hiếu, một mùa mà mưa trời tầm tã, đã gợi nên biết bao điều để những người con có dịp hoài niệm, nhớ nghĩ về ân đức của cha và mẹ. Này, riêng đối với tăng ni chúng con, bao năm qua được xuất gia, được Sư Phụ dìu dắt tu hành, giờ này quây quần nơi đây, cùng nhau tưởng nhớ, cảm niệm về ân đức của Sư Phụ đã dày công gắng sức, giáo dưỡng tận tụy nâng đỡ, giúp cho chúng con được tăng trưởng thiện tâm, tăng trưởng niệm biết ơn và đền ơn hiếu nghĩa. Chúng con được Sư Phụ chỉ dạy, trăm hạnh hiếu là gốc, muôn đức hiếu đứng đầu. Nếu chẳng thành tựu được hiếu thuận thì chẳng thể nào đặt chân vào dòng thánh, huống chi là thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đức Phật là bậc đại hiếu, Ngài đã vô số kiếp hành Bồ Tát Đạo, thực hành những khổ hạnh khó làm, hiếu dưỡng phụ mẫu, đem thân thể huyết nhục cúng dường lên cha mẹ, xả thân máu thịt vì lợi ích chúng sinh, rồi lại tự mình siêng tu phạm hạnh, thực hành các pháp, tích tập các công đức ba la mật, cầu vô thượng Bồ Đề, dẫn dắt cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và chúng sinh vào trong biển Phật Pháp. Kính bạch trên Sư Phụ, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Thật vậy, hiếu là gốc của đạo. Nếu không có tâm hiếu thì không thể nào trở thành một vị thánh được. Không có một vị thánh nào mà lại bất hiếu cả. Tâm hiếu ấy được thể hiện qua thân giáo của Sư Phụ mà chúng con vẫn thường được nghe và chứng kiến hàng ngày. Chúng con thiết nghĩ, có lẽ do lòng hiếu thuận của Sư Phụ huân tập từ nhiều kiếp trước mà kiếp này, sau khi chào đời, Sư Phụ đã được ông bà thân sinh đặt tên là Vũ Minh Hiếu. Ngay từ nhỏ, Sư Phụ đã thể hiện là một người con hiếu thuận. Khi đọc kinh Chúa Ba Chùa Hương, Sư Phụ đã nguyện rằng, nếu cha mẹ thân mang bệnh mà cần phải móc mắt chặt tay để làm thuốc, thì Sư Phụ sẵn sàng cúng dường thân mình làm thuốc dâng lên cha mẹ. Và Sư Phụ cũng nguyện rằng, đời đời kiếp kiếp dù sinh ở nơi đâu cũng luôn là người con hiếu thảo. Quả thật, với lòng hiếu thảo như vậy, nên từ nhỏ đến lớn, Sư Phụ luôn luôn là tấm gương về đạo đức cho mọi người noi theo, là niềm tự hào của ông bà và gia đình. Có lẽ tâm hiếu ấy thôi thúc Sư Phụ thường trăn trở về kiếp nhân sinh, về sự khổ đau của cuộc đời, nên Sư Phụ đã quyết định từ bỏ cuộc sống thế tục, phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, cầu thành Phật để thành tựu đại hiếu. Nhờ lòng hiếu thuận của Sư Phụ mà nay ông bà thân sinh đã trở thành những người Phật tử thuận thành, biết cung kính Tam Bảo, biết bố thí cúng dường, chăm chỉ nghe Pháp, giữ gìn ngũ giới và tu tập bát quan trai.
tấm gương hiếu thảo của sư phụ là một minh chứng cho lời Đức Phật dạy, khiến chúng con hiểu được hơn về đạo hiếu chính là đạo Phật. Chúng con kính bạch sư phụ, với tâm nguyện mong muốn cho Phật Pháp được lan tỏa và trường tồn ở thế gian, nên sư phụ đã phát nguyện xây dựng tăng đoàn như thời Phật tại thế, kiến lập đạo tràng tuyên dương chính Pháp. Kể từ đó, vô vàn sóng gió thử thách đến với sư phụ, nhưng sư phụ không hề nản chí, không hề quản ngại khó khăn gian khổ, để tạo lập môi trường tu tập cho tứ chúng. Sư phụ đã từng nói rằng, trên thế gian này không có gì có thể đánh đổi được chí nguyện của sư phụ, dù phải tan thân mất mạng. Nhờ chí nguyện cao cả đó mà nay tứ chúng đã có được môi trường thanh tịnh để tu tập và có chính pháp để thực hành. Trong thời gian vừa qua, mặc dù đại dịch COVID-19 vẫn bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp trong nước và trên thế giới, làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình, khiến cho các Phật tử ít được về chùa tu tập. Nhưng nhờ lòng từ bi, sư phụ vẫn thường xuyên giảng dạy trực tuyến, đưa ra các chương trình tu tập, nên các Phật tử không bị nuôi sụt tâm tinh tấn, mà thay vào đó, các Phật tử ngày càng tăng trưởng lòng tín kính đối với ngôi Tam Bảo, chăm chỉ thực hành năm giới, bát quan trai giới từ xa để hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch COVID và được bình an vượt qua các đợt bùng phát dịch. Đặc biệt, Pháp Lục Hòa đã được triển khai rộng rãi trên 200 đạo tràng trong và ngoài nước. Rất nhiều Phật tử nhờ công đức tu tập Lục Hòa đã chuyển hóa được những nghiệp chướng của bản thân cũng như của gia đình. Từ đó, các Phật tử đã sinh ra các niệm hoan hỷ, phát nguyện tinh tấn tu hành, hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Ngoài ra, các đạo tràng Phật tử còn tích cực lan tỏa tình yêu thương của sư phụ đến với mọi người bằng nhiều việc làm thiết thực. Điển hình là câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa đã triển khai rất nhiều chương trình tu tập để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới tiêu tan nạn dịch và tổ chức các hoạt động thiện nguyện đồng hành cùng với cộng đồng xã hội để vượt qua các đợt bùng phát dịch, như các chương trình giải cứu nông sản, giải cứu hoa, hũ gạo tình thương, hiến máu nhân đạo, trực tiếp chung tay với chính quyền trong công tác phòng chống dịch tại các vùng bùng phát dịch, quyên góp tịnh tài, tịnh vật, ủng hộ nhân dân các tỉnh thành gặp khó khăn để sớm vượt qua đại dịch và còn rất nhiều việc làm khác nữa. Các việc làm đó đều được chính quyền, xã hội ghi nhận và tán thán. Cũng nhờ ơn sư phụ giáo dưỡng mà các Phật tử đã biết bổn phận của người cư sĩ tại gia là hộ trì Tam Bảo, hộ độ tăng chúng tu hành, gánh vác các phận sự của chùa để cho tăng ni bớt các duyên có nhiều thời gian tu tập. Vì vậy, chúng tỳ kheo ni đã được chuyên tâm nhập rừng tu tập để thành tựu lý tưởng giải thoát. Giờ đây, tăng ni chúng con đã trưởng thành hơn, đã yêu quý rừng hơn, rõ ràng về lý tưởng giải thoát và con đường thành tựu thánh quả, hoan hỷ với đời sống phạm hạnh, thực hành ba y một bát, ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, tu hạnh đầu đà. Kính bạch sư phụ, trong quá trình thực hành Pháp, chúng con đã có được những niềm vui mỗi khi đoạn được những niệm bất thiện, những niệm chấp ngã, những niệm tham dục. Đối với ngoại cảnh như nóng lạnh, mưa gió, bão bùng, muỗi mỏng, rắn rết đã không còn là trở ngại lớn với chúng con như hồi mới vào rừng tu tập. Còn chúng sa di, tuy mới xuất gia
nhưng rất ngoan và chăm chỉ tu tập, ngày càng trang nghiêm, tinh tấn trong các phận sự công đức. Kính bạch sư phụ, dù là một mảy niệm thiện, một chút công đức, một chi kiến giải thoát, một sự thành tựu của chúng con cũng từ nơi sư phụ mà có. Tất cả các kết quả đó đều từ sự hy sinh, vất vả đêm ngày, không hề quản ngại nhọc nhằn thân tâm của sư phụ để rèn giũa chúng con. Chúng con thiết nghĩ, từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con trôi lăn trong dòng sinh tử, mang theo khối nghiệp bất thiện mà sinh ra chúng con trong kiếp này. Những nghiệp bất thiện đó chi phối chúng con, khiến chúng con sinh khởi những việc làm vô ơn bất hiếu, bất kính với sư phụ, còn gây tạo rất nhiều những nỗi lầm khác trong khi tu tập. Có khi những nỗi lầm đó đã khiến sư phụ phải lo lắng, rồi ảnh hưởng cả đến sức khỏe. Nhiều khi nghiệp lực chi phối khiến chúng con cũng chẳng hề nhận ra lỗi lầm của bản thân. Chúng con biết, nhiều đêm sư phụ đã thức trắng, trăn trở vì những lỗi lầm của chúng con. Người luôn nhẫn lại với các nghiệp bất thiện của chúng con, dùng lòng từ bi, sử dụng nhiều phương tiện để uốn nắn, dạy dỗ chúng con. Cho dù những phương tiện đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, hay có khi thân phải mang bệnh tật, nhưng sư phụ cũng không hề ngăn ngại, chỉ với mục đích duy nhất là làm sao cho chúng con nhận ra lỗi lầm, nhận ra những nghiệp lực đang chi phối chúng con. Từ đó mà chúng con sinh ra tâm sợ hãi, sinh ra tâm tàm quý, để phát nguyện tinh tấn tu hành, chuyển hóa nghiệp lực, khiến chúng con bớt khổ, tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát. Người dạy dỗ chúng con không chỉ bằng khẩu giáo, mà còn bằng cả thân giáo, đồng hành cùng chúng con trên con đường tu tập. Chúng con khắc mãi trong tâm hình ảnh sư phụ trong những kỳ nhập rừng 49 đầu tiên của chúng con. Thời điểm đó là mùa đông năm 2015, chùa mới khánh thành được một năm, công việc còn rất bộn bề, nhưng sư phụ đã vì sự thành tựu của chúng con mà gác toàn bộ công việc để vào rừng đồng hành thân giáo, ngày đêm hướng dẫn, làm tấm gương ý chí cho chúng con vượt qua khó khăn gian khổ của buổi ban đầu. Hình ảnh đôi chân trần từng bước tự tại kinh hành trên sỏi đá trong những đêm đông buốt giá, dẫn dắt chúng con tu tập, khiến chúng con có thêm động lực để vượt qua những chướng ngại của bản thân, những nỗi sợ hãi của người sơ cơ mới đặt bước chân vào rừng tu tập. Thấm thoát đã gần 7 năm trôi qua, nhưng mỗi lần chúng con nhớ lại hình ảnh đó là cảm xúc trong tâm chúng con lại dâng trào. Tình thương của sư phụ dành cho chúng con thật vô cùng to lớn. Chúng con vô cùng cảm niệm ân đức của sư phụ. Chúng con thành kính tri ân sư phụ. Kính bạch sư phụ, nhờ ơn của người mà nay chúng con đã nhận biết được bản thân mình còn rất nhiều yếu kém, còn rất nhiều những hạt giống bất thiện, vô ơn với cha mẹ, với thầy tổ mà bấy lâu nay chúng con không hề hay biết. Với những nghiệp lực sâu dày như vậy, nếu chúng con không nỗ lực tinh tấn, quyết chí tu tập,
thì làm sao có thể làm lợi ích cho bản thân, huống chi là làm lợi ích cho chúng sinh. Và chúng con đã xác quyết được rằng con đường duy nhất để có thể thoát khỏi nghiệp lực đó chính là chúng con phải một lòng nương tựa, nhất nhất vâng lời sư phụ, nghiêm túc sống đời hòa hợp mới có thể đập tan đi bản ngã, diệt trừ vô minh tà kiến đã chi phối chúng con bấy lâu trong dòng sinh tử luân hồi bất tận. Với sự nhận biết chân thật này, giờ đây chúng con xin được đối trước sư phụ, bậc thầy dẫn đường, thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi, những nghiệp vô ơn, bất hiếu của chúng con đã gây tạo từ vô thủy kiếp, từ quá khứ đến nay, đối với cha mẹ, với thầy tổ. Chúng con biết được rằng, nếu không chí thành sám hối các tội lỗi này, thì chúng con không thể nào tu hành và thành tựu thánh quả được. Giờ này, thỉnh chư tăng cùng nhất tâm dâng lời sám hối và phát nguyện. Kính bạch trên sư phụ, bạch trên sư phụ, từ vô thủy kiếp đến nay, từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con đã bất hiếu kính với cha mẹ, chúng con đã bất hiếu kính với cha mẹ, chửi mắng đánh đập nguyền rủa cha mẹ, chửi mắng đánh đập nguyền rủa cha mẹ, làm các việc bất thiện, làm các việc bất thiện, khiến cha mẹ buồn khổ phiền lòng, khiến cha mẹ buồn khổ phiền lòng. Đối với thầy tổ, đối với thầy tổ, thì phụ ơn giáo dưỡng, thì phụ ơn giáo dưỡng, buông lung giải đãi, buông lung giải đãi, khởi tâm ác hại, khởi tâm ác hại, phản trắc vô ơn, phản trắc vô ơn, coi thường thầy tổ, coi thường thầy tổ, vô lượng vô biên tội lỗi như thế, vô lượng vô biên tội lỗi như thế, chúng con xin thành tâm sám hối, chúng con xin thành tâm sám hối, bằng sự chân thật phát nguyện, bằng sự chân thật phát nguyện, nhất nhất vâng lời, nhất nhất vâng lời, thực hành tất cả những lời sư phụ chỉ dạy, thực hành tất cả những lời sư phụ chỉ dạy, sống đời hòa hợp phạm hạnh, sống đời hòa hợp phạm hạnh, tinh tấn thực hành tất cả các thiện pháp, tinh tấn thực hành tất cả các thiện pháp, quyết chí tu hành đầu đà khổ hạnh, quyết chí tu hành đầu đà khổ hạnh, gìn giữ mạng mạch Phật pháp không hề tiếc thân mạng, gìn giữ mạng mạch Phật pháp không hề tiếc thân mạng, nương tựa sư phụ học đòi chư Phật, nương tựa sư phụ học đòi chư Phật, phát tâm bồ đề cầu vô thượng đạo, phát tâm bồ đề cầu vô thượng đạo, để trở thành người con chí hiếu, để trở thành người con chí hiếu, làm ruộng phước điền cho chúng sinh, làm ruộng phước điền cho chúng sinh, chúng con thành tâm cầu thỉnh, chúng con thành tâm cầu thỉnh, trên sư phụ, trên sư phụ, bậc thầy dẫn đường, bậc thầy dẫn đường, chứng minh cho lời sám hối và phát nguyện của chúng con, chứng minh cho lời sám hối và phát nguyện của chúng con, và hứa khả nhận lời cầu thỉnh, và hứa khả nhận lời cầu thỉnh, tiếp tục dẫn dắt cho chúng con, tiếp tục dẫn dắt cho chúng con, cho tới ngày thành tựu vô thượng bồ đề, cho tới ngày thành tựu vô thượng bồ đề. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa thu, sa thu, sa thu. Giờ đây, tăng ni Phật tử chúng con nhất tâm thành kính cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ trên sư phụ
bậc thầy dẫn đường, được sức khỏe thêm nhiều, công hạnh bồ đề viên mãn, trụ thế cõi Sa Bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thị hiện, mang ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp quần sinh và dẫn dắt cho chúng sinh đến bến bờ giác ngộ giải thoát. Để tỏ lòng tri ân, toàn thể chúng con xin được đảnh lễ tri ân sư phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.